Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ái Hiền. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Của ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2019. Và thưa quý vị, nghe sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Chính phủ Syria tiếp tục không kích Aleppo. Vương quốc Anh chuẩn bị cho thượng đỉnh NATO năm 2019. Tổng thống Trump khôi phục thuế nhôm và thép đối với Brazil và Argentina. 56 triệu du khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết. NATO tìm cách làm hài lòng Tổng thống Donald Trump. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới mở đầu bản tin với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết chính phủ Syria tiếp tục không kích Aleppo. Các cuộc không kích của chính phủ Syria vào khu vực Aleppo do phiến quân quản lý đã giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương hàng chục người vào thứ Hai, ngày 2 tháng 12, sau khi đánh vào hai khu chợ ngoài trời. Video được đăng trực tuyến cho thấy các thi thể được mang ra khỏi các khu chợ đã bị phá hủy. Các cuộc không kích đã tấn công chợ rau quả ở Marat al-Numan phía nam của Aleppo và một chợ khác ở Sarakuf ở phía đông. Theo White Helmets, một nhóm cứu nạn và cứu nạn dân sự hoạt động tại các khu vực phiến quân ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh. Một giám sát viên chiến tranh đưa số người thiệt mạng trong vụ tấn công là 15 người. Xin nhắc lại, góc Tây Bắc của Syria bao gồm khu vực Aleppo là phần lãnh thổ lớn cuối cùng vẫn còn nằm trong tay phiến quân sau hơn 8 năm chiến tranh. Vương quốc Anh chuẩn bị cho thượng đỉnh khối NATO năm 2019. An ninh và cảnh sát đã có mặt cả ở trung tâm London và thị trấn Watford ở phía Tây Bắc thủ đô vào ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 12 trước khi Vương quốc Anh tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối NATO năm 2019. Đức cho biết họ và các quốc gia thành viên khối NATO khác sẽ khẳng định bảo đảm vấn đề phòng thủ tập thể của khối. Quan chức này nói thêm rằng một cuộc họp của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dự kiến vào thứ Tư ngày 4 tháng 12 sắp tới bên lề cuộc họp. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ lại cho biết Ankara không cố gắng tống tiền các đối tác NATO của mình với việc từ chối kế hoạch phòng thủ cho Baltic và Ba Lan. Song, nó có toàn quyền phủ quyết trong liên minh. Reuters tuần trước đã phúc trình rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối ủng hộ kế hoạch phòng thủ của NATO cho Baltic và Ba Lan, cho đến khi nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn cho cuộc tấn công ở Syria chống lại lực lượng dân quân YPG người Kurd. Tổng thống Trump khôi phục thuế nhôm và thép đối với Brazil và Argentina. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai ngày 2 tháng 12 nói rằng ông sẽ khôi phục thuế qua đối với hàng nhập cảng thép và nhôm của Hoa Kỳ từ Brazil và Argentina. Ông đã đăng trên tweet rằng Brazil và Argentina đã để diễn ra một sự mất giá lớn với của tiền tệ và điều này không tốt cho nông dân của Hoa Kỳ. Do đó, ông muốn ngay lập tức khôi phục biểu thuế trên tất cả thép và nhôm được vận chuyển vào Hoa Kỳ từ các quốc gia này. Donald Trump cũng kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang ngăn chặn các quốc gia đạt được lợi thế kinh tế bằng cách phá giá tiền tệ của họ. Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất xuống dưới là 0%, cho rằng lãi suất âm ở Âu Châu và các nơi khác mang lại cho các quốc gia này là một lợi thế cạnh tranh. Quốc hội Iraq chấp nhận Thủ tướng Mahdi từ chức. Quốc hội Iraq chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Adel Duhamadi vào ngày Chủ nhật, nhưng động thái này dự kiến vẫn không thể chấm dứt được những cuộc biểu tình chống chính phủ bạo lực suốt 2 tháng qua. Tin cho biết Mahdi đã từ chức hôm thứ Sáu. Tổng thống Barham Salih bây giờ sẽ yêu cầu khối lớn nhất trong quốc hội đề cử một thủ tướng mới. Nhưng điều này có thể dẫn đến nhiều tuần thỏa thuận vì không rõ liên minh nào của các bên tạo thành khối lớn nhất. Mahdi và chính phủ của ông đã đồng ý ở lại trong vai trò tạm thay thế cho đến khi một thủ tướng mới được phê duyệt. Theo các nhà quan sát, sự từ chức của Mahdi khó có thể làm hài lòng những người biểu tình chống chính phủ, những người nói rằng họ đang yêu cầu thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị mà họ gọi là tham nhũng, bất tài và không giúp được gì cho người nghèo, người Iraq, bất chấp sự giàu có về nguồn dầu mỏ của quốc gia này.
lãnh đạo của UN họp thượng đỉnh khí hậu ở tại Madrid. Các nhà lãnh đạo và đại diện của Liên Hiệp Quốc vào thứ Hai đã tới Madrid nhằm bắt đầu hội nghị thượng đỉnh 2 tuần về biến đổi khí hậu. Dù những cảnh báo nghiêm trọng từ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres về những nguy cơ gia tăng nhanh chóng của thách thức môi trường trên toàn cầu. Hội nghị đã được lên kế hoạch diễn ra ở Chile, nhưng tình trạng bất ổn ở đó đã khiến địa điểm phải thay đổi sau khi Tây Ban Nha bước vào nhận tổ chức thay cho Chile trong một thông báo ngắn. Tuy nhiên, thì quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục chủ trì hội nghị. Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc bắt đầu một ngày sau khi nhà hoạt động khí hậu nổi tiếng Guterres đã lập luận rằng biến đổi khí hậu chỉ có thể được kiểm soát nếu như mức độ trung bình carbon đã đạt được vào năm 2050. Lượng khí thải nhà kính phải giảm 45% so với năm 2010 vào năm 2030 và nhiệt độ toàn cầu chỉ được tăng lên là 1.5 độ C. Tiếp nối bản tin cho biết Tổng thống Mexico ăn mừng một năm tại chức. Hàng ngàn người Mexico đã chen vào thủ đô quảng trường trung tâm vào ngày Chủ nhật để chúc mừng Tổng thống Andrés Manuel López Obrador kỷ niệm năm đầu tiên tại chức, trong khi hàng ngàn người khác đã diễu hành xuống đường phố, con đường chính để phản đối bạo lực và các vấn đề khác ở nước này. Không khí tưng bừng như lễ hội, một dàn nhạc từ bang chủ nhà Tabasco đã chơi nhạc lấy cảm hứng từ Cuba, trong khi những người phụ nữ mặc áo choàng nhảy múa bên cạnh họ. Nhiều người đeo mặt nạ mang hình ảnh của López Obrador và cuộc thăm dò cho biết hơn một nửa người Mexico ủng hộ cách ông đang điều hành đất nước, mặc dù tỷ lệ giết người đang gia tăng và nền kinh tế vốn loạn choạng đang suy thoái. Tuy nhiên, Tổng thống Obrador có tham vọng lớn để thay đổi Mexico. Ông nói lợi ích của tất cả người nghèo phải ưu tiên và thề sẽ ngăn chặn tham nhũng lan rộng. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Nga và Trung Quốc ra mắt đường ống dẫn khí đốt xuyên lục địa. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Hai đã giám sát việc ra mắt một đường ống dẫn sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Siberia đến đông bắc của Trung Quốc, một sự thúc đẩy kinh tế và chính trị cho mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Sự bắt đầu của đường ống khí thông qua Siberia phản ánh những nỗ lực của Moscow đối với phương Đông nhằm cố gắng giảm bớt tác động từ các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây đối với việc sáp nhập Ukraine 2014 Crimea. Động thái này để giúp Trung Quốc trở thành thị trường xuất cảng hàng đầu của Nga và mang đến cho Nga một thị trường mới đầy tiềm năng bên ngoài Âu Châu. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm mà Moscow đang hy vọng triển khai hai dự án năng lượng lớn khác là đường ống khí đốt dưới đáy biển Baltic 2 đến Đức và đường ống Nord Stream tới Thổ Nhĩ Kỳ và miền Nam Âu Châu. Được biết thì đường ống Power Siberia dài 3.000 km sẽ vận chuyển khí đốt từ các mỏ Chayandiskoye và Koskab ở phía đông Siberia. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.